Thưa các bạn, nghe Cường con nói trong lúc Việt bị giam, Mai Hương đã đi chơi với hội hảo bẹt, thái độ rất vui vẻ. Cộng với việc Mai Hương hứa tặng Việt một tấm ảnh chân dung nhưng chưa thực hiện, Việt tỏ ra ghen tuông và rất tức giận. Nhân cơ hội này, nó lại nhờ Hòa viết thư gửi cho Mai Hương tỏ rõ thái độ cứng rắn của mình. Trong thư, Việt trách móc Hương thay lòng đổi dạ, Việt muốn chia tay và không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Không ngờ chiến thuật đẩy ra để kéo lại của Việt lại hiệu quả, đáng được xếp vào loại các mưu kế trong tình yêu. Cuối cùng, Mai Hương đã chịu hẹn Việt để làm rõ các mối quan hệ xung quanh cô. Mọi nghi ngờ trong Việt được xóa bỏ. Mời các bạn nghe tiếp chuyện dài Quân khu Nam Đồng của tác giả Bình Ca. Thư gửi đi Việt giao cho Nam Diễm ở khu Kim Liên theo dõi. Sáng hôm sau báo cáo lại. Lúc 7 giờ tối, ngồi ở bể nước đầu nhà hai, thấy Hùng diện áo nâu quần đen, chân đi quốc mộc, tay trái cầm một cành bạch đàn mới bẻ. Việt bảo hòa. Chính cái câu mày viết, nếu anh thấy đề nghị của Liên là vô lý thì anh mặc gì cũng được. Làm nó quyết tâm mặc bộ này, chưa mình khăng khăng nói phải mặc như thế có khi nó lại nghi ngờ hay nhận xét. Tình yêu làm cho những kẻ thông minh nhất cũng trở thành ngu ngốc. Nhưng tối hôm đó, nếu như Mai Liên qua xuống, Hùng vẫn không gặp được. Đường đến với tình yêu đích thực đôi khi cũng gập ghềnh như con đường sang Tây Trúc lấy kinh của đường tăng. Phải gặp yêu ma và qua nhiều vấn nạn. Hùng bị một bọn lạ mặt đánh cho mặt mũi xương vù, phải nghỉ học 3 ngày. Chẳng biết việc điều tra ở đâu, mấy hôm sau nó thông báo thằng Phương Tu Xìn, đệ tử số 1 của Hào Bẹt, thích cái Mai Liên. Có thể nó phát hiện ra Hùng Sang tán tỉnh người yêu của nó nên cho đàn em xuống tay. Việc đoán, sở dĩ bọn Hào Bẹt, Phương Tu Xìn biết chuyện của Hùng là do Nam Diễm ngứa mồm, kể lung tung. Việc tuyên bố, tao sẽ điều tra để có kết luận chính xác. Nếu đúng là Phương Tu Xìn thì phải dằn mặt ngay lập tức. Quốc hỏi, Thằng Hùng thì mắc mớ gì đến mình mà phải đánh nhau với nó. Việt giải thích, đây là thể diện. Bất kỳ ai động đến người của quân khu Nam Đồng, mình đều phải bảo vệ. Một tuần sau, trong khi vẫn chưa điều tra thêm được manh mối gì, tình cờ Việt và Hoàng gặp Su Tìn đang đạp xe cùng ba thằng trong hội hảo bẹt ở công viên Thống Nhất. Tự nhiên, Việt thấy máu bốc lên mặt. Nó quên bẵng việc phải điều tra kỹ lưỡng trước khi hành động, bảo Hoàng mày lao xe vào tu xin rồi lấy cớ nó đâm vào mình đánh bỏ mẹ nó đi hoàng hỏi mình thích đánh là đánh cần gì phải tìm cớ nói thế nhưng nó vẫn phóng xe ngang tu xin rồi buông tay lái hai xe mắc vào nhau đổ đánh dầm cả hai đứa chẳng nói chẳng rằng nhảy vào đánh tu xin một trận tu xin chỉ ôm đầu chịu trận không dám đánh lại Ba thằng đi cùng Tu Sìn nhìn Việt và Hoàng đánh đồng bọn. Không thằng nào dám ho he. Hôm sau Nam Diễm kể. Tu Sìn nói chưa bao giờ bị đánh đau đến thế. Hảo Bẹt chửi nó. Mày ngu bỏ mẹ. Tao đã bảo khi nào chuẩn bị xong lực lượng mới đánh bọn khu Nam Đồng. Giờ lực lượng mình còn mỏng. Chưa đánh được bọn ấy. Thế mà mày chỉ vì chuyện giữ gái đã vội vã đánh lén thằng Hùng. Hôm nay bị tụi nó vụt cho giữa đường giữa chợ mà chỉ biết ôm đầu, đúng là đồ không biết nhục. Mà thôi, có khi chịu nhục thế cũng là may. Đánh lại, chúng nó rút búa ra thì chỉ có nước đi viện. Ai chứ thằng Việt với thằng Hoàng thì tao biết lắm. Đù mẹ, mất hết cả nhuệ khí. Tu xin nói, bọn khu Nam Đồng cũng giữ gái khu nó đấy thôi. Hôm vừa rồi, thằng Tường khu mình đến cưa con hải nhà bầy, bị chúng nó đánh cho chạy mất dép. Sáng hôm sau, thằng Quốc Tầm còn sách cả đôi dép tông Trung Quốc lên tận lớp 8B, rêu rao. Chúng tôi đánh anh, chưa có ăn cướp dép của anh đâu. Lần sau, anh ăn đòn xong, nhớ đứng lại nhặt dép, đừng để tôi phải làm thằng sách dép cho anh. Hảo bét lắc đầu. Tao không nghĩ bọn này tranh gái theo kiểu trai làng đâu. Chúng nó kiếm cớ đánh mày, chắc đã phát hiện ra vụ mày tổ chức đánh thằng Hùng. Nhưng tao không hiểu tại sao, khu Nam Đồng cũng có nhiều đứa con gái xinh chúng nó không thích lại đi thích con gái các nơi khác chắc do bụt chùa nhà không thiêng tu xin nói con gái khu này đầu gấu chẳng kém bọn đàn ông nên chúng nó không hút được nhau tao nghe ở khu nam đồng có câu gái nhà ba trai nhà năm trai nhà năm là bọn thằng quốc tầm ngọc minh đính ngổ ngáo thế mà cũng chỉ xếp ngang với gái nhà ba hôm trước tao đi ngang qua đầu nhà ba khu nam đồng thấy một con bé chỉ độ 6 tuổi, đứng chống nạnh, quắc mắt hét. Thằng kia, mày có biết gái nhà ba của quân khu Nam Đồng không? Tao cứ tưởng nó nói tao, hóa ra nó đang dọa một thằng bé trêu nó. Hảo bẹt ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Thằng Tường vào tới khu Nam Đồng, mà đi đứng khệnh khà khệnh khạc, mặt vênh lên, đầu bóng lộn. Tao nhìn cũng ngứa mắt muốn đánh, nữa là bọn nó. Nhưng tụi thằng Việt, thằng Hoàng, biết mày là chiến hữu của tao mà đánh như thế là không được. Chờ ít bữa nữa, anh hai nam đại ca của tao già đã, lúc ấy tao sẽ tính sổ với bọn này. Tình hình học hành của cả lớp xuống dốc trông thấy, nhất là đám con trai khu Nam Đồng. Một trong những lý do làm ảnh hưởng học tập là chuyện yêu đương, nhưng làm thế nào gạt bỏ thì vô cùng khó. Tình yêu vô hình, như xương như khói, như nước như hương, cứ lan tỏa, luồn lách, ngấm vào từng sợi dây thần kinh, không thể nào rũ đi được. Thằng có người yêu ảnh hưởng đã đành. Thằng mới chấm được đối tượng, dù chưa tiếp cận làm quen, cũng mệt vì tơ tưởng người trong mộng. Bọn chưa từng biết hình thù của yêu thế nào, lại mất thời gian vào việc theo dõi, trêu chọc những đứa khác. Tóm lại, cũng là một cách liên quan đến tình yêu. Lại nói chuyện Hùng, nó không mảy may nghi ngờ sau vụ Việt đánh Tu Xin, Hùng càng ngưỡng mộ Việt hơn. Việt nói gì nó cũng nghe. Việt biết thế nên càng trêu nó. Sáng thứ hai sau giờ chào cờ, lên đến cầu thang nhìn thấy Hùng, Việt vẫy nó lại. Mai Liên nó vừa tìm mày, hình như nó định nói gì với mày đấy. Mày lại gặp nó nhanh lên, không đến giờ vào học mất. Hùng phấn khởi chạy thật nhanh đuổi theo Mai Liên, một lát sau nó quay lại buồn rầu bảo Việt Tao hỏi Liên ơi Liên định nói gì với tôi thế Nhưng nó trả lời Nó chẳng định nói gì với tao cả Việt vò đầu bứt tai Cái con này rắc rối thế nhỉ Mày biết không Bọn đàn bà đang yêu rắc rối lắm Lúc mày hỏi Có Mai Hương ở đấy không Có Mai Hương đứng cạnh đấy Việt vỗ đuổi đánh đét Thế thì nó trả lời vậy là đúng rồi Con gái dù thân nhau đến mấy Vẫn giấu nhau chuyện tình yêu Tao thấy, hình như nó định đưa thư cho mày thì phải. Mắt Hùng sáng lên. Đúng rồi, tao thấy nó đút tay vào túi. Việt xui. Giờ mày chạy ra bảo nó, Liên ơi, sao Liên rắc rối thế? Hùng lại hộc tốc chạy sang lớp 9E, đến sau Mai Liên nói nhỏ. Liên ơi, sao Liên rắc rối thế? Mai Liên quay lại, nhìn Hùng bằng cặp mắt tròn xoe. Khi Hùng về báo cáo lại tình hình, Việt phân tích thấy chưa? Nó biết lỗi, nên mày mắng, nó đâu dám cãi lại. Hôm qua tao vừa giao cho Mai Hương nhiệm vụ thuyết phục Mai Liên yêu mày, để sau này đi chơi có bốn đứa cho vui. Hùng phấn khởi, cảm ơn dối rít. Việc được thể lên mặt người đi trước có kinh nghiệm, vỗ vai Hùng dặn. Yêu thì yêu, nhưng vẫn phải tập trung vào học nhé. Cái trò này ảnh hưởng đến học tập ghê gớm lắm đấy. Khi lên lớp cho Hùng, Việt chưa biết so với yêu, ghen còn ảnh hưởng đến học tập gấp 100 lần. Nó nghĩ không có lý do gì làm mình phải ghen nữa. Tình cảm của nó với Hương ngày càng gắn bó. Hai bên thỉnh thoảng lại tặng nhau đủ thứ linh tinh như gương lược, sách bút và đồ chơi như chó mèo làm bằng len. Thư từ liên tục, đến mức Việt phải tìm cách o bế, thậm chí nịnh hòa để hoa viết thư hộ. Cái vụ viết thư đúng là một con đường không có lối ra. Nếu bây giờ Việt tự viết với văn phong lùng cùng, chủ ngữ biến thành tân ngữ, còn vị ngữ thì lúc ẩn lúc hiện như nhận xét của thầy Toàn. Chắc Hương sẽ nghĩ đang bị bọn khu năm đồng trêu chọc, giống như việc chúng nó đóng giả hùng viết thư cho Mai Liên. May mà hòa nhiệt tình, lúc nào Việt nhờ đều làm ngay, không khó dễ gì cả. Nhờ ngẫm nghĩ, đôi khi tranh luận về câu cú, thậm chí thuộc lòng một số đoạn văn trong thư các bài luận gần đây của Việt có vẻ sáng sủa hơn. Thầy Toàn nhận xét. Văn cậu Việt dạo này tiến bộ, thỉnh thoảng lại có một câu bóng bầy rất lạ. Thực ra, Việt cũng không phải người ghen tuông vô cớ. Trước đây nó ghen vì nghe bọn cường con nam diễm mách, Mai Hương có người nọ, người kia thích. Sau khi nghe Mai Hương nói chỉ yêu có mình Việt, dù nhiều người theo đuổi, nó rất phấn khởi, tự nhủ sẽ không bao giờ ghen nữa nhất định không để ai dựng chuyện chia sẻ hai đứa nhưng lần này người mách nó lại là hùng hùng nói chính mắt hai lần trông thấy mai hương ngồi ôm eo một anh chàng đi về phía khu mai dịch vừa đi vừa hát hùng đạp xe phía sau ngay bên phải còn nghe được mấy câu cuộc đời hồng nhan cay và đắng sao mà lắm trái ngang bao nhiêu trai làng yêu nàng đi theo xin nàng tim vàng nàng vẫn không màng và bảo việt tao chưa từng nghe bài hát nào về tình yêu hay thế. Không biết do ai sáng tác. Dù Việt tin hùng, nhưng đã từng có bài học. Nó không vội vàng trách móc, mà âm thầm điều tra. Đầu giờ chiều thứ bảy, Việt phục ở đầu nhà B6 khu Kim Liên. Khoảng 2 giờ, một anh bộ đội mảnh khảnh phong trần, đội mũ tai bèo, mang theo một cây đàn guitar, đạp xe tới. Mấy phút sau hương xuống, cười tươi như hoa, cầm lấy cây đàn và leo lên xe hai mắt việt tối sầm nó không đủ can đảm tiếp tục đi theo nữa nam diễm lặng lẽ bám đuôi mai hương sau đó về báo cho việt biết hai người đèo nhau vào khu văn công mai dịch hương ngồi so xe hát bài gì rất hay nam diễm nghe loáng thoáng mấy câu khi con tim yêu đương là sống với đau thương khi con tim yêu đương là chết với u sầu và kết luận chúng nó dùng ca nhạc để bày tỏ tình cảm Việt nổi giận đùng đùng. Lần này thì chứng cớ rõ ràng. Nó lập tức chuyển cho Hòa mấy cái gạch đầu dòng. Đánh số từ 1 đến 7, bày tỏ thái độ vô cùng cứng rắn. Một, đây là lá thư cuối cùng tôi viết cho Hương. Hai, tôi không ngờ người tôi yêu thương lại là người giả dối. Ba, nếu Hương thấy tôi không xứng đáng với Hương, tôi chấp nhận ra đi để cho Hương hạnh phúc. Để cho Hương thoải mái yêu đương, ôm ấp người khác. Tôi không ngờ trong trái tim Hương có một con rắn độc. Xin trả lại Hương tất cả kỷ niệm giữa hai chúng ta, trừ bức ảnh vì tôi đã xé đi rồi. Chúc Hương hạnh phúc và có tình yêu mới bền chặt thủy chung. Tôi sẽ không bao giờ trách móc Hương nữa. Mong thời gian sẽ xóa nhòa những nỗi đau tôi đang phải chịu. Vĩnh biệt. Việt nói với Hòa. Lần này là vĩnh biệt thật. Đây sẽ là lá thư cuối cùng tao nhờ mày viết hộ khi gửi thư, tao sẽ trả luôn tất cả những kỷ niệm nó tặng tao. Hòa cũng xót xa cho hai đứa và cảm thấy trong lòng nặng nề, như chính mình bị phản bội. Nó lần theo những ý kiến chỉ đạo của Việt để làm theo công việc quen thuộc mà nó vẫn tự dễu cợt là dịch từ tiếng Việt ra tiếng Việt. Chất độc tiết ra từ sự ghen tuông của thằng bạn thân ám vào từng dòng chữ của nó. Mai Hương, tôi ngồi trong đau khổ viết cho hương lá thư cuối cùng mặc dù lúc này khi nghĩ về hương trong lòng tôi vẫn tràn ngập những ký ức yêu thương những giai điệu vút cao của bài ca hy vọng những đêm trời lấp lánh ánh sao cùng những kỷ niệm êm đềm trong hương đêm thơm ngát tại sao khi dù quặn đau trái tim tôi vẫn âm thầm thương nhớ hai còn gì tình yêu trong tôi khi ngân vang những bản tình ca và tiếng đàn cuộc đời nụ cười trên môi trôi qua sao có thể che lấp đi những dối lừa hàng ngày tôi đâu có ngờ hương người tôi ngưỡng mộ tôn thờ lại có một tâm hồn giả dối ba tôi biết mình chỉ là một cậu bé giản dị tầm thường nhưng đa cảm chân thành và yêu thương hương tha thiết nếu tôi không đáp ứng được trái tim ướt át tâm hồn lả lơi của hương tôi chấp nhận ra đi để cho hương hạnh phúc để cho Hương tha hồ nhờn nhơ cười nói, thỏ thẻ tâm tình trong vòng tay ôm ấp của những chàng trai ở lại. Tôi sẽ đi, dù mưa xa, gió bút, để điểm tô thêm đẹp tình người. Tôi sẵn sàng đón nhận những ngày đau khổ để cho Hương được thoải mái dạo chơi. 4. Trái tim tôi, dù có đau, tôi cũng không tức giận. Một khi Hương đổi dạ thay lòng. Hương đẹp thật, nhưng tâm hồn chẳng trong con rắn độc bạo tàn nơi tim hương đang sống nếu trước đây tôi vẫn nghĩ phụ nữ là những cơn mưa mát lạnh làm cho đời thêm xanh cây lá thì hôm nay hương chỉ làm mọc thêm trong tôi những loài cỏ dại tâm hồn tôi là một mảnh đất hoang tàn không người coi sóc tôi không muốn ở đó sinh ra những thứ hại cho đời năm tôi xin trả lại hương tất cả từ những kỷ vật mà tôi vẫn nâng niu cất giữ tới những ý thơ ca còn lắng đọng ở tâm hồn xin trả lại hương cả những khoảng thời gian trong tim tôi êm đềm âu yếm những thứ tôi còn và tôi đã mất đi tôi trả lại hương những bức thư hương đã gửi còn tấm ảnh tôi không trả được vì tôi đã xé đi rồi tôi không chịu nổi khi nhìn vào đôi mắt hồn nhiên và tươi trẻ ấy lại thấy ẩn chứa sự đáng khinh giả dối thiếu chân thành sáu chúc hương một cuộc đời hạnh phúc một cuộc đời thơm ngát hương hoa với những đêm trăng cùng người ta hò hẹn. Phải chăng tôi chơi với Hương là để bước vào những chu kỳ đau khổ? Chúc Hương có những tình bạn trong sáng chân thành. Đừng đối với bạn của mình cũng ơm ờ, giả dối như một ngày nào Hương đã đối với tôi. 7. Tôi sẽ vui lòng quên đi tất cả. Sau khi gửi lá thư này, tôi cam đoan không nói thêm dù chỉ là một nửa câu trách móc. Tôi chấp nhận sống một cuộc đời đau khổ tôi vui lòng để đời tôi trôi trong những ý nghĩ ngượng ngùng vì đã không chọn được một tình bạn chân thành đúng đắn. Đêm nay gió lạnh tràn về, trong lòng tôi cô đơn giá bút, xương xuống mênh mông, trong tim tôi sương phủ trắng hồng. Cậu bé đáng thương ơi, viết làm chi nữa, viết làm chi khi tình ta đã cách xa rồi. Mong thời gian sẽ hàn gắn cho những vết thương lòng đau bởi vì yêu. Vĩnh biệt. Việt đọc xong mặt buồn rười rượi, nó hỏi giọng hơi nghẹn nghẹn. Đánh số từ 1 đến 7 thế này à? Thì tao thấy mày đánh số đấy thôi. Nhưng viết thư, ai lại đánh số như thế? Đây không phải thư, mà là vĩnh biệt thư, đoạn tuyệt thư. Viết để rồi không bao giờ viết nữa. Vì vậy viết thế nào chả được? Ừ, thì để thế cho nó rảnh mạch dứt khoát. Đọc thư mày viết, tao cũng muốn khóc. Nếu ở nhà, tao đã đóng cửa lại khóc rồi. Nhưng... Nếu mày còn băn khoăn, thì bỏ các số đi. Mày chẳng đánh số trước mấy cái gạch đầu dòng của mày, thì tao đã không đánh số. Sáng hôm sau, Việt đem xuống một gói lỉnh kỉnh đủ các thứ hương tặng và lấy lại toàn bộ số thư vẫn gửi hòa, gói thành một bọc. Hòa hỏi cái ảnh đã xé đâu. Đem các ảnh trả nốt, thì Việt đỏ mặt. Tao nói thế thôi, bây giờ chia tay thật rồi, nên tao giữ tấm ảnh đó làm kỷ niệm. Chắc sẽ có lúc nhớ, phải có cái mà nhìn lại chứ. Hòa thở dài, chưa bỏ mà đã nghĩ tới lúc sẽ nhớ. Kiểu này là vẫn còn yêu, nếu vậy thì nói vĩnh biệt làm gì? Tốt nhất mày gặp nó, hỏi rõ đầu đuôi, yêu cầu giải thích, bắt cam kết không tái phạm rồi tha thứ. Việt lắc đầu, nó cho rằng mọi việc đều có thể giải quyết trừ ngoại hình. Nó bảo từ nay giải phóng cho Hòa, Hòa sẽ không phải viết thư hộ cho tới ngày nó lấy vợ nữa. Lần sau yêu ai nó sẽ tự viết. Cộc cằn cũng được, không có bổ ngữ tân ngữ cũng được. Văn chương bóng bẩy rồi cũng dẫn đến bỏ nhau. Vậy thì văn chương bóng bẩy mà làm gì? Thư và các kỷ vật gửi đi được một ngày thì Việt nhận được hồi âm. So với hàng tuần chờ đợi trước kia, gửi 10 thư mới có một thư trả lời. Thì lần này đúng là nhanh như điện thế mà thằng khanh dám nói làm cho người ta yêu nhau thì dễ chứ làm cho bỏ nhau khó hơn nhiều mai liên chuyển thư của mai hương cho việt mặt trông buồn bã vẻ nhí nhảnh hàng ngày của mai liên biến đi đâu mất gửi việt xin đừng nói với tôi những lời như thế tôi biết hết rồi nếu muốn chia tay chỉ cần nói đơn giản là muốn chia tay trên đời này thiếu gì con gái không có con này thì còn con khác Chào ôi tôi thấy sợ câu nói ấy quá chừng nghe nó mới bạc bẽo làm sao hóa ra hôm đó việt không nói đùa tôi chẳng có anh bạn nào mới cả tôi không cần sự hy sinh to lớn đến như vậy đâu xin cảm ơn chỉ mong việt bỏ ngay cái ý nghĩ xấu xa ấy đi ai trái tim ướt át ai tâm hồn lả lơi ai nhởn nhơ cười thỏ thẻ trong vòng tay ôm ấp của những chàng trai tôi ghê tởm các câu nói ấy quá xót xa cho tôi tôi được người ta đối xử như vậy đấy được tặng những lời nói mới đẹp đẽ làm sao ai có ngờ họ coi lòng nhiệt tình của tôi sự mềm yếu của tôi vì quá yêu người là đáng khinh và không đúng đắn nếu vậy thì họ cũng chẳng tốt đẹp gì tôi không ngờ sẽ có ngày hôm nay nếu việt muốn vứt đi tất cả để lang thang đến những chân trời mới lẽ nào hương không nghe lời việt như từ trước tới nay hương vẫn luôn tin tưởng nghe lời hương đã đến với việt bồng bột nhanh chóng và chân thành phải chăng vì thế số phận bắt hương phải gánh chịu những đau đớn ngày hôm nay hương chỉ biết khi hương có việt càng nhiều người ngăn cản bao nhiêu hương càng cảm thấy gần gũi thân thiết bạn mình bấy nhiêu Hương đã bỏ ngoài tai dư luận, bất chấp những lời nói của thiên hạ, những lời không tốt đẹp gì. Mỗi khi nghĩ đến, Hương lại thấy lạnh bút trong lòng, chỉ lặng lẽ khóc thầm. Hương đã chịu đựng một cách mù quáng vì Hương yêu người ấy hơn ai hết và tin rằng người ta cũng tha thiết yêu Hương. Con ngờ đâu hôm nay Hương phải nghe người ấy nói tới những cảm xúc thiêng liêng mà mình vẫn trân trọng gìn giữ trong trái tim bằng những từ ngữ và ý nghĩ kinh khủng quá sức chịu đựng. Giờ đây, đau thương trong tim Hương đã biến thành bức tường vững chãi. Không, nó biến thành con rắn độc mất rồi. Việt đã trả Hương và chắc cũng có ý muốn đòi lại những gì Việt đã tặng. Hương xin gửi lại Việt tất cả. Còn những bức thư buổi ban đầu, Hương đã đốt từ lâu. Trước kia Hương đốt nó đi để giữ cho tình ta trong sáng mãi. Nhưng giờ Hương chẳng đủ sức giữ bất cứ cái gì. Xin trả lại tất cả, cả tình cảm yêu thương còn lại trong lòng. Hương xin gửi tới Việt một cái hôn thắm thiết. Cho Hương không nói câu vĩnh biệt, bởi lúc tới trường chúng ta vẫn còn phải nhìn thấy nhau. Mai Hương Mai Liên mang thư sang cho Việt, kèm theo một bọc gương lược và cả sợi dây chuyền bạc đã cũ sợi dây chuyền này của má cho Việt. Lúc đó má nói, nhà ba nghèo lắm. Ngày làm đám cưới, bà tặng má chỉ có sợi dây chuyền này. Giờ má cho Việt, để sau này Việt tặng con dâu của má. Nhìn sợi dây chuyền Việt lạnh hết người, mắt ngân ngấn nước. Nó vội nuốt tất cả yếu đuối vào trong, cau có nói với Mai Liên. Chả nhẽ, tôi lại đập những thứ này trước mặt bạn. Bạn nói với Mai Hương, về nhà, tôi sẽ đập nát hết cả tuần Việt ủ sũ. Hoàng nghĩ, nếu có nhà văn nào cần mua tả một kẻ thất tình, chỉ cần đến đây tả Việt, đảm bảo sẽ tạo dựng được một nhân vật thất tình sinh động nhất thế giới. Tối thứ Bảy, ở bể nước nhà hai, Việt nhận được liền một lúc hai tin tình báo. Tân Thời nói, cái mình anh em nó học lớp 9C về nhà kể chuyện. Việt bỏ mai hương vì Việt yêu cái oanh áo hồng lớp 8C. Hôm đứng dưới sân, Việt đang cầm một bông hoa hoàng lan. Kẹo anh xin Việt cho luôn. Kẹo anh cải hoa lên tóc, quay sang khoe với đám bạn. Hoa của người yêu đấy. Mai Hương đứng gần, quan sát từ đầu đến cuối. Mình anh bảo, eo ơi, kẹo anh chỉ được mỗi cái điệu và an diện, trả sinh bằng Mai Hương. Giờ giải lao hôm trước, Mai Hương ngồi trong lớp khóc, rồi viết thư vĩnh biệt. Cũng tối đó, Lượng sang báo với Việt, người chở hương đến khu văn công mai dịch là chú của mai hương công tác tại đoàn văn công quân giải phóng mới từ miền nam ra hà nội công tác chú đưa mai hương tới đó nhờ người dạy thêm nhạc lý và một số bài hát miền nam lượng lúc nào cũng ngưỡng mộ và quan tâm đến việt nên thấy có chuyện đáng ngờ đã tự động đi điều tra giúp việt nghe xong toát hết mồ hôi nó cuống quyết năn nỉ hòa viết hộ thư xin lỗi làm lành nhận hết tội nhận mình là đứa hồ đồ khốn nạn sai trái trừ vụ bông hoa lan hôm đó tao nhặt được bông hoa ở gốc cây đang người thì áo hồng xin tao chỉ cho bông hoa thôi chứ có làm gì đâu nhưng mày phải viết sở sĩ tao nói chuyện với áo hồng là để giới thiệu cho thằng đính vì đính mê áo hồng đính mặc cả từ nay áo hồng của tao nhé việt gật liền cho mày luôn ngọc vỗ vai đính có áo hồng rồi đừng nhòm ngó Hà của tao nữa nhé. Về nhà, Hòa ngồi mãi mà đầu óc cứ vơ vơ vẩn vẩn, chẳng có cảm hứng để viết. Nó vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của Việt. Văn chương bóng bầy, rồi cũng dẫn đến bỏ nhau, vậy thì văn chương bóng bầy mà làm gì? Sáng hôm sau, nó bảo Việt tự viết lấy. Đã nhận mình là thằng hồ đồ, thằng khốn nạn, thì cần gì phải bóng bầy văn hoa? Nhớ đến việc hôm trước mình vừa khẳng định đây là lần cuối cùng nhờ Hòa viết thư, Việt cũng hơi ngại. Nó tặc lưỡi, thôi thì đành tự viết một lần vậy. Thư xin lỗi, chứ đâu phải thư tán tỉnh mà cần văn hoa. Thế nhưng dù đã vạch ra một đống gạch đầu dòng rất rõ ràng, nó lầy hoay cả chiều vẫn không viết nổi lá thư. Viết theo đúng tình cảm trong lòng thì nghe khô khan cộc lốc, nhưng hễ cho thêm một tí văn chương vào. Lập tức bao nhiêu sự chân thành hối lỗi trôi tuột cả văn với trả vẻ hòa hoàn toàn giả dối khi viết thư nhưng đọc lên nghe lại chân thành còn nó cố gắng viết hết sức chân thành thì đọc lên nghe lại như giả dối nó tự nhủ lần sau phải điều tra thật cẩn thận rồi mới ghen còn bây giờ đành muối mặt ép hòa chuyển mấy cái gạch đầu dòng này thành loại văn vẫn viết chẳng gì thì trong mắt mai hương nó vẫn đang là người có một tâm hồn lai láng văn chương Giang không cận thị, nhưng vẫn bị gọi là Giang cận, vì trong khu, mấy thằng tên Giang đều cận thị hết. Một buổi tối, Giang cận sang nhà Hòa, nó bảo, Mày rảnh không, tao với mày đi nói chuyện. Hòa chẳng hiểu có chuyện gì, nhưng nghe giọng Giang cận có vẻ quan trọng. Nó lặng lặng mật quần xài, ra khỏi nhà. Giang Cận là bí thư tri đoàn, học giỏi và có óc quan sát tuyệt vời. Cái gì chỉ nhìn qua một lần là nhớ. Có lẽ do chức vụ, lại hay họp hành cùng cô giáo và lãnh đạo đoàn trường, nên nó ăn nói như ông cụ, trịnh trọng và sặc mùi lý thuyết. Câu cửa miệng của nó là chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, và ai cũng thấy nó nói bằng tất cả niềm tin. Nhưng tính nó rất sẵn phẳng, chuyện nào đi chuyện ấy. Nó không tham gia vào các cuộc đánh nhau, không tán thành nhưng cũng không mách lẻo. Với nó, mọi người chẳng ai phải đề phòng. Nó vẫn tham dự mọi trò của bọn lớp 9D khu Nam Đồng từ bắn bùm, đổ dế đến bàn luận tình yêu. Hòa cùng sang cận, lưỡng thững đi bộ ra phố Nam Đồng. Hồ này mới đào xong chưa có tên, nhưng cạnh khu Nam Đồng nên gọi là Hồ Nam Đồng. Mãi về sau mới đổi thành Hồ Xã Đàn. Hồi đang đào từ trên nhìn xuống, lòng hồ sâu thăm thẳm. Bọn trẻ con quanh đấy hay xuống hồ chơi, chạy theo các máy ủi. Một đứa bị máy vùi, mấy ngày sau mới tìm thấy. Từ đấy khi máy chạy, không đứa nào dám xuống hồ nghịch nữa. Giang Cận kể với Hòa chuyện của nó với Ngọc Bích. Nó nói ngày xưa thì say mê, giờ chẳng hiểu sao, tự nhiên lại không thích nữa. Và hỏi Hòa thấy có bạn nào hay gợi ý cho nó. Tao thích kiểu lẳng lơ và mỡ màng như cái trung phương. Giang Cận hỏi Hòa thích ai? Từ ngày viết thư tình hộ Việt, Hòa mang tiếng là chuyên gia thư tình. Thằng nào cũng nhờ nó viết thư để giải bày tình cảm. Mọi người đều nghĩ nó viết thư hay thế, làm gì chẳng có người yêu. Đúng là có tiếng mà không có miếng. Ngày sơ tán, Hòa rất thích bạn Hạnh cùng trại. Một tiểu thư Hà Nội gốc, khuôn mặt đài các, giọng nói nhẹ nhàng, có cái lúm đồng tiền rất duyên. Khi ẩn, khi hiện. Mỗi khi thấy Hạnh từ xa, là tim nó đã đập loạn lên. Tuy chỉ là một mối tình câm, nhưng vô cùng mãnh liệt. Trở về Hà Nội, một hôm nó đến phố Lý Nam Đế chơi với mấy người bạn cùng sơ tán vô tình gặp hạnh hạnh gật đầu nhảy miệng cười nó tưởng chừng mình sẽ tan chảy ra vì hạnh phúc nhưng thật kỳ lạ sau hôm đó tình cảm của nó với hạnh bỗng tan biến nó phát hiện ra đó chỉ là thứ tình yêu bọ xít của trẻ con nó chẳng biết lý giải ra sao bỗng dưng hạnh hoàn toàn không còn là mẫu người nó thích bây giờ nó chuyển sang thích dạng con gái chân quê đằm thắm trắng hồng và đầy đặn như yến của hương sức tiếc rằng Yến cắt tóc ngắn và hơi lùn, trong khi nó thích những người phụ nữ tóc dài. Các cụ dạy, cái răng cái tóc là góc con người. Đàn ông nhiều người chỉ vì mê một cái lúm đồng tiền mà cưới nguyên cả người phụ nữ. Bộ tóc dài óng mượt còn giá trị gấp trăm cái lúm đồng tiền. Với nó, nếu Yến có mái tóc như tóc bạn Phương và chân thẳng dài như chân bạn Diệp thì thật hoàn hảo. À còn nữa, nó mơ người con gái mình yêu phải hát hay như Mai Hương, còn nụ cười, công bằng mà nói, nó vẫn không thấy ai có nụ cười quyến rũ hơn hạnh. Trong khi chưa tìm được người chân quê đầy đặn như Yến, có tóc như Phương, chân như Diệp, cười như hạnh, hát như Hương, nó quyết định việc yêu cứ để từ từ đã. Yêu chứ có phải ăn đâu mà không có món này sơi món khác. Thế nào rồi cũng có ngày số mệnh sẽ cho nó gặp người nó tìm.